Có những cuộc chiến tranh bắt đầu bằng một lời thì thầm. Chúng bắt đầu lặng lẽ và bất ngờ. Chúng ta cùng nhìn lại tháng 8 năm 1939. Quân Đức đã được chuẩn bị. Thành phố cổ Hanseatic chào đón tàu thủy huấn luyện Schleswig-Holstein. Mọi người vui vẻ đáp lời chào của Hải quân. Đây là chương trình kết thúc buổi phát thanh của chúng tôi hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon. Ở thị trấn nhỏ của Ba Lan, thị trấn Jaluz, vào đêm 31 tháng 8 năm 1939, cũng giống như mọi đêm khác, chương trình phát thanh trong ngày kết thúc bằng quốc ca Ba Lan. Chỉ cách biên giới Đức 20 km, không một ai trong thành phố biết được thế giới của họ sắp bị tàn phá. 4 tiếng rưỡi nữa, Jaluz trở thành nạn nhân của cuộc xâm lược của phát xít Đức. Cuộc tấn công của Hitler, chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu như thế nào? Đạo diễn Nadine Clement và Jan Sierkowski. Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè ở Đức. Adolf Hitler du lịch miền Nam, tới vùng núi ở Obergsberg gần Berchtesgaden, nhưng ông ta không đi nghỉ. Thay vào đó, ông ta và những người thân cận nhất ủng hộ ông ta đang theo đuổi những kế hoạch lớn cho một nước Đức mới. Trong suốt những tháng đầu năm 1939, Hitler đã lên kế hoạch tấn công Ba Lan. Lực lượng vũ trang Đức được huy động trong tháng 8. Heinz Marauder có mặt trong đội quân 1,5 triệu người đó. Như tôi còn nhớ, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ 18-19 tuổi. Chúng tôi không nhận thức được chiến tranh sắp xảy ra. Chúng tôi được trang bị vượt trội, mọi thứ sẵn sàng cho chiến tranh, mọi người có thể nhìn thấy chứng cứ rất rõ ràng. Đạn được phát, lúc đó chúng tôi biết lần này sẽ nổ súng thật. Quân đội trẻ nhưng được trang bị vũ khí tối tân. Máy bay dò thám của Đức thâm nhập vào sâu bên trong không phận Ba Lan, chụp ảnh qua hệ thống vùng đất bên dưới với mục đích vẽ bản đồ. Tất cả đã được tính toán. Sau khi hạ cánh, phim được tráng rửa tại căn cứ của chúng tôi. Tôi cũng tham gia một phần công việc. Dữ liệu được tổng hợp lại thành các bản đồ ảnh. Tiếp đó, bản đồ được phân chia theo hệ thống tọa độ để có thể xác định từng điểm một cách chính xác. Các thấu kính đặc biệt được sử dụng với mục đích trên hết là tìm vị trí quân địch. Phi công do thám Wilhelm Simonson dành phần lớn thời gian trong 4 tuần tại sân bay Brig, Silesia, thành phố bên sông Oder là nơi quân đội đóng quân. Ba Lan chỉ cách đó khoảng 50 km. Tôi chỉ là một phi công, một binh nhì. Người mang những tấm bản đồ đã được cuộn lại. Và khi có những câu hỏi cần dùng đến ảnh chụp từ trên không, họ sẽ nói cho phi công đưa bản đồ đến đây. Tại lâu đài Piest ở Brig, các báo cáo do thám được đánh giá và gửi thẳng tới Hermann Göring, tư lệnh không quân Đức, muốn giới thiệu với Hitler một cuộc chiến chớp nhoáng, hay còn gọi là Blitzkrieg. Phi công của ông ta sẽ ném bom trải đường cho lục quân đối phó với quân đội Ba Lan. Thành phố Wilhelm không có lực lượng quân sự đặc biệt. Dân số thống kê vào ngày 31 tháng 8 năm 1939 là 16.000 dân. Ngày sau đó, 1.200 người bị chết.
Cậu bé John Tisler 7 tuổi rất thích đi xem phim. Cậu biết thông tin đầy đủ về thế giới. Có hai rạp chiếu phim ở Vialun, Hell và Goblana. Chủ rạp chiếu phim Hell là bạn của bố tôi. Vì vậy tôi đi xem phim khá nhiều. Chương trình tin tức của Ba Lan đưa tin quốc tế cập nhật. Ví dụ như phóng sự này nói về việc Albert Einstein di cư khỏi Đức. Phát thanh viên bản tin ghi lại việc phát triển học thuyết tương đối còn dễ dàng hơn việc trốn tránh các phóng viên Mỹ. Những thành tựu công nghệ được quan sát cùng với sự lo lắng. Tin này có nội dung về sự nỗ lực đạt kỷ lục tốc độ trên một đồng bằng muối. Cậu bé 7 tuổi thích đi xem phim nhận thức được sự căng thẳng về chính trị với nước láng giềng Đức. Trong một bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, có nói rằng ông phản đối những yêu sách của Đức đối với lãnh thổ Ba Lan. Nhưng dù là họ có theo dõi tin tức, thì những gì mà Hitler chuẩn bị làm đối với Ba Lan vẫn là bí mật cho đến tháng giêng. Trước đó khoảng hai thập kỷ, vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, Hiệp ước Versailles trao cho Ba Lan một giải đất thuộc khu vực pha trộn sắc tộc, được biết đến như một hành lang Ba Lan nằm giữa Đức và thành phố tự do Danzig. Hitler có ý định lấy lại Danzig và những vùng lãnh thổ khác ở phía đông. Lebensraum, không gian sinh sống của người Đức định cư ở phía đông, là mục tiêu chính trị quan trọng. Hitler muốn chiến tranh. Hitler wanted the war. Hoặc đánh đến chiến tranh. Ông ta đã rất thành công trong những năm đầu thời kỳ xung đột với Hiệp ước Munich năm 1938 và việc chia cắt Tiệp Khắc vào năm 1938. Các cường quốc phương Tây nhìn thấy rõ họ sẽ không đạt được gì với chính sách nhân nhượng. Sau thất bại trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Đức không được phép thành lập không lực và sản xuất vũ khí, nhưng các kỹ sư vẫn tiếp tục làm việc. Một trong những nhân vật nổi bật là kỹ sư tiên phong trong lĩnh vực hàng không Hugo Junker. Ông tiếp tục phát triển và sản xuất máy bay, nhưng không phải ở nước Đức quê hương mà tại các công ty đối tác ở Moscow. Một vài năm sau đó, Junker và một số kỹ sư chế tạo máy bay khác trở lại Đức đảm nhận vị trí lãnh đạo về công nghệ hàng không. Người đứng đầu lực lượng không quân Đức, Hermann Göring, đảm bảo việc người tiên phong trong lĩnh vực hàng không Đức tập trung chế tạo máy bay chiến đấu thay vì máy bay dân dụng, và không lâu sau đó chúng trở nên nổi tiếng. Mong ước của Göring là Đức sẽ trở thành quốc gia đi đầu về hàng không. Lực lượng không quân non trẻ của ông ta nhằm mục đích khiến châu Âu sợ hãi. Năm 1939, 2.000 máy bay ném bom đã sẵn sàng tấn công Ba Lan. Đây là hình ảnh ghi lại một chiếc Junker 87 Stuka, loại máy bay ném bom bổ nhào với động cơ tạo ra tiếng còi hú khiến cư dân dưới đất hoảng sợ. Tháng 8 năm 1939, Warsaw là một thủ đô sôi động. Những lâu đài thanh lịch, nhà hát và các ngân hàng bận rộn. Hệ thống giao thông hiện đại đã được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng bùng nổ trong thời gian vừa qua. Thủ đô của Ba Lan là nhà của hơn 1 triệu người. Khó có người nào trong số họ có thể hình dung cuối mùa hè năm đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của một thời đại. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè ở Vialun kết thúc. Đó là thời điểm trước ngày đi học đầu tiên của Jan Tislev. Mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trọng của tôi. Tôi cũng đã sẵn sàng đi học, và tôi mong đợi đến ngày đó. Tôi là một cậu bé khá quyết đoán.
Chẳng bao lâu nữa trường học sẽ chẳng còn gì ngoài đống gạch vụn. Trẻ em ở Vialun sẽ phải đợi lâu hơn để có thể đến trường. Cậu bé Springer Judy là một trong những số bạn học trong tương lai của Jan. Điều tôi mong muốn cuối cùng cũng đến. Một tuần trước đó, tôi đã đến trường để xem mình sẽ ngồi đâu. Tôi đã gặp những bạn học đầu tiên của tôi trong lớp. Đối với chúng tôi, thì cứ như là sự chờ đợi đã kết thúc. Tôi muốn đến và xem liệu tôi có thích không. Sự cạnh tranh giữa các thế lực chính trị đã phá hỏng mọi kế hoạch của người dân ở Vialun. Ở Moscow, nhân vật có quyền lực tuyệt đối trong chính quyền Soviet Joseph Stalin đã thực hiện bước đi đầu tiên cho nhiều bước quân sự với Pháp và Anh. Tướng Pháp Joseph Dumont và đô đốc Anh Reginald Drake là những người đàm phán. Trong suốt các cuộc thảo luận, Moscow luôn đứng ở vị trí như là người bảo vệ của nhân dân Ba Lan. Lấy cớ thực hiện chiến lược hiệu quả để bảo vệ Ba Lan khỏi cuộc xâm lược của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô Kliment Voroshilov muốn Hồng quân có quyền tiến vào lãnh thổ Ba Lan khi xảy ra tấn công. Nhưng chính phủ Ba Lan phản đối yêu cầu này. Stalin ra lệnh cho Hồng quân diễn tập gần biên giới Ba Lan. Mục đích là để Hitler biết đội quân Liên Xô được trang bị. Nhưng Hitler không sợ Liên Xô, vào thời điểm đó thì không. Hitler cảm thấy an toàn vì Stalin sẽ không tấn công Đức và chỉ tiến hành chiến tranh cục bộ. Cũng như vậy, các quốc gia phương Tây tin là Liên Xô sẽ không tham gia vào cuộc chiến lớn. Điều mà họ không hiểu là Hitler và Stalin có thể đi đến thỏa thuận về một cuộc chiến tranh cục bộ. Vào những ngày tháng 8 nóng lực của mùa hè năm 1939, người Đức nhìn thấy một phần nhỏ những gì diễn ra trong hậu trường chính trị thế giới. Hầu hết người Đức đều háo hức và hài lòng vì Hitler đã đưa đất nước họ vững mạnh trở lại. Vì thế họ vui vẻ tin rằng Hitler muốn hòa bình lâu dài ở châu Âu. Mặc cho việc quân sự hóa cuộc sống hàng ngày, sự hiếu chiến không thuyết phục được dân chúng. Nhưng Hitler tuyên truyền và tuyên truyền nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho nước Đức bước vào cuộc đối đầu. Các tờ báo Đức thường xuyên đăng tải các bài về các vụ tấn công nhóm người Đức thiểu số sống ở Ba Lan. Nhóm thiểu số người Đức còn được gọi là Volksdeutsche và người Ba Lan cùng chung sống. Nhưng đặc điểm ở chính nước Đức vẫn tồn tại quan điểm kỳ thị người Slav được thể hiện trong việc khinh thường nhà nước Ba Lan và quốc gia Ba Lan. Điều đó được phổ biến trong nhiều nhóm có ảnh hưởng xã hội. Coi thường nước láng giềng ở phía đông cũng nằm trong dự án phát triển các tầng lớp ưu tú trong xã hội của những tầng lớp có ảnh hưởng và cá nhân ưu tú ở nước Đức. Tháng 8 năm 1939, Ba Lan kêu gọi sử dụng vũ lực chống lại đế chế Đức bởi vì Anh muốn chiến tranh, Ba Lan muốn chiến tranh. Với những lời hứa ủng hộ từ các thế lực phương Tây, Warsaw tiến hành việc khiêu khích chống lại nước Đức. Đức tuyên truyền bóp méo sự thật, mô tả việc tấn công Ba Lan như một hành động tự vệ. Các quý ông Ba Lan sẽ vừa ý nếu quân đội Ba Lan tiến vào Đức, vượt qua sông Elbe, tới Bremen, Hanover, Kassel và thậm chí là tới tận Nuremberg. Hầu hết người Đức trở nên tin tưởng rằng Ba Lan trở thành vấn đề cần giải quyết. Nhưng trước khi tuyên bố chiến tranh, Hitler muốn đạt được thỏa thuận với đối thủ chính của mình, Stalin. Hitler và Bộ trưởng Ngoại giao Joachim von Ribbentrop muốn tránh một cuộc chiến tranh ở hai mặt trận. Đối với lực lượng phòng vệ chưa được thử thách thì sẽ là quá sức. Hitler gửi von Ribbentrop tới Moscow để kết thúc cuộc đàm phán đã kéo dài vài tháng với Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov bằng một hiệp ước quân sự. Ngày 23 tháng 8, trước sự hiện diện của Stalin, Molotov và von Ribbentrop đã ký một hiệp ước không xâm phạm. Đức và Liên Xô sẽ không đánh nhau trong trường hợp có chiến tranh.
Không quân Đức là niềm tự hào của đế chế. Tướng Wolfram Baron von Richthofen đã có mặt ở biên giới Ba Lan, sẵn sàng triển khai quân. Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, ông ta không ngừng bỡ đỡ Hitler với tư cách là chỉ huy lực lượng ném bom tình nguyện của Đức, quân đoàn Condor. Trong cuộc chiến đó, ông trở nên nổi tiếng vì đã phá hủy thành phố Basque của Guernica. Giờ đây, ông đã định áp dụng kinh nghiệm của mình đánh chiếm Ba Lan. Ông ta viết trong nhật ký: Guernica, thành phố với 5.000 dân, được san bằng theo nghĩa đen, có thể nhìn thấy rõ những hố bom trên phố. It's simply fantastic. Đối với phi công trẻ Wilhelm Simonson ở Brig, von Richthofen là thần tượng. Tôi có vinh dự được đưa ông đi về bằng một chiếc xe mô tô ba bánh. Tôi đón ông ở sân bay về và đưa ông đi. Ông ấy lên ngồi bên thùng xe. Có một buổi lễ nhỏ chào đón tiếng Herr. Tất nhiên tôi đã đập hai gót chân vào nhau, tiến đến chỗ ông. Ông rất vui vẻ và ân cần. Ông gọi tôi là con trai. Tôi cứ như được trở lại của thời hoàng đế xa xưa. Việc chuẩn bị ở biên giới được tăng cường, việc chuyển thư từ bị dừng lại. Đối với các lực lượng tại khu vực thì đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Vào ngày 14 tháng 8, tất cả chúng tôi được nghỉ phép. 14 ngày nghỉ, đến cuối tháng 8, tất cả chúng tôi trở lại đơn vị. Tất nhiên là mọi người đều hiểu rõ sau khi nghỉ phép, chiến tranh sẽ bắt đầu. Cuộc chiến sắp diễn ra, nhưng dường như mối đe dọa là không có thật vào những ngày nóng nực cuối tháng 8 đó. Chờ đợi hành động giống như đi nghỉ vậy. Ngày 30 tháng 8, Wilhelm Simonson và đồng đội thay đổi tâm trạng đột ngột. Trong sân của lâu đài Pies ở Brig, nơi họ đóng quân, nghi lễ cầu nguyện cho binh lính ra trận được tổ chức. Tôi muốn nói việc tổ chức nghi lễ tôn giáo làm tất cả mọi người đều hiểu. Suýt nữa, tôi đã nói với các cậu bé đánh giày là sắp có chuyện xảy ra, sắp bắt đầu rồi. Bên kia biên giới ở Vialun, mọi người không biết gì về sự chuẩn bị đó. Đài phát thanh Ba Lan vẫn thông báo các cuộc đàm phán hòa giải. Các chương trình phát thanh kết thúc như thường lệ bằng quốc ca Ba Lan. Đêm ngày 1 tháng 9, tôi vẫn nhớ đó là ngày thứ năm. Mẹ tôi nghe chương trình tin tức. Sau đó bà nói với tôi, chúng ta không phải lo gì nữa, sẽ không có chiến tranh, bởi vì họ vẫn đang đàm phán. Và chúng tôi đi ngủ. Quân Đức đợi lệnh tấn công gần biên giới Ba Lan. Günther Zieling ở đó. Sau nửa đêm, một nhóm đông tập trung lại. Tôi đã chụp một bức ảnh đẹp. Tiếp đài một chiếc Volkswagen và mọi người chờ lệnh của lãnh tụ. Tất cả chúng tôi đều biết chuyện gì sắp xảy ra. 4 giờ sáng, Berlin gửi lệnh tấn công Ba Lan. Wolfram Baron von Richthofen ra lệnh ném bom tấn công Vialun. Ông ta viết trong nhật ký: giờ thì nó đã trở nên nghiêm túc. Đầu tiên tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là xung đột chính trị, một cuộc chiến hoa theo nghi lễ của người Aztec. Hầu hết các sư đoàn của chúng tôi dàn trận ở gần Krakow. Hai đơn vị máy bay ném bom còn lại trên đường tới Vialun.
höre das Motorengeräusch. Tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng ồn của động cơ và nhìn thấy những chiếc máy bay ném bom đó. Nhìn thấy chúng và nhận thức được thực tế, chiến tranh đã bắt đầu. Już tak zaczynał się świt. Bình minh đang lên. Tôi nhớ bầu trời sáng lên và lấp lánh khi tôi nhìn ra ngoài. Rồi tôi nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay. Việc ném bom Bia Lun là một dấu hiệu khủng bố. Đấy không phải là một cuộc chiến bình thường. Đó là vấn đề nguyên tắc và cảnh báo, gần như một bài tập cho biết chiến tranh sẽ tiếp tục như thế nào. Không quân Đức tấn công nhiều đợt vào Bia Lun, mặc dù không có người lính Ba Lan nào trong thành phố. Tiếng ồn rất lớn làm tôi thức dậy. Đầu tiên tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Mẹ tôi thức dậy ngay và cố gắng làm tôi bình tĩnh. Bà nói đó chắc là do mọi người tập dượt tránh bom, nhưng bà cũng bảo tôi mặc quần áo. Đợt bom đầu tiên rơi xuống bệnh viện, mặc dù trên nóc tòa nhà có dấu chữ thập đỏ rất lớn, khi đó chúng tôi hiểu ra đó là chiến tranh. Một trong những quả bom đầu tiên rơi trúng bếp nhà chúng tôi, tất cả các cửa sổ vỡ tung. Máy bay ném bom làm cư dân đang trong giấc ngủ của Bia Lun giật mình. Họ không biết tại sao họ bị tấn công. Xét về mặt quân sự thì thành phố này không có giá trị gì, không có doanh trại quân đội, sân bay hay binh lính ở đây. Tuy vậy, máy bay Đức phá tan sự tĩnh lặng của thành phố. Cuộc tấn công vào Bia Lun đánh dấu chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bắt đầu. Các nhà sử học mô tả việc ném bom Bia Lun như một vụ tấn công khủng bố. Với tiếng gầm rú phát ra từ những chiếc máy bay ném bom Skuta, các phi công thuộc không quân Đức lao đến thành phố Bia Lun vẫn đang trong giấc ngủ. Thành phố nằm cách biên giới Ba Lan 20 km. Các ô cửa sổ vỡ tung, tôi nhảy ra khỏi giường, mảnh kính ở khắp nơi, trần nhà đang sập xuống. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi và đưa tôi ra gần cửa sổ. Hai mẹ con tôi nhảy ra ngoài cửa sổ, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Thật may mắn vì hai mẹ con tôi đi lối cửa sau chứ không chạy ra phố. Nếu chúng tôi chạy ra phố thì chắc chúng tôi đã chết rồi. Tiếng ồn đánh thức mẹ tôi. Bà nhìn ra ngoài ban công hướng về phía nhà thờ. Lúc đó đồng hồ chỉ 4:30 sáng. Ở Đức chưa có ai biết tin tức về Bia Lun hay cuộc ném bom Westerplatte. Đài phát thanh Đức đã khơi mào cuộc chiến bằng những lời nói dối và thông tin sai lệch. Berlin, ngày 1 tháng 9 năm 1939. Lần đầu tiên, binh lính Ba Lan nổ súng trên lãnh thổ của chúng ta. Từ 5:45 sáng, chúng ta bắt đầu bắn trả. Buổi sáng ngày 1 tháng 9, quân Đức đánh chiếm Ba Lan. Gerhard Richter mới 24 tuổi khi bước qua biên giới Ba Lan lần đầu tiên trong đời. Mọi thứ đã sẵn sàng từ sáng sớm hôm đó.
Then there was khi có tiếng còi, thực ra là tiếng kèn. Tất cả chúng tôi di chuyển. Hãy hình dung, có rất nhiều xe tải, một hàng dài, và sau đó họ bảo chúng ta sẽ tấn công Warsaw, phải chiếm Warsaw. Người Đức gọi đó là Blitzkrieg, cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Quân Đức có mặt ở khắp mọi nơi, tiến đến cứ như không có hào quân sự, không chướng ngại vật và không có quân địch. Nhưng sự thật không hẳn như vậy, ít nhất là đối với Gerhard Richter hay Heinz Marauder. Họ còn rất trẻ, lao vào địa ngục mà không có cách nào dừng lại. Những gì họ nhìn thấy trong suốt cuộc chiến để lại sâu bên trong họ những vết sẹo. Heinz Marauder vừa trở lại Koinichi, nơi ông đã hành quân tiến vào Ba Lan cách đây cả 70 năm. Đột ngột, 18 năm bình yên kết thúc khi chúng tôi tham chiến. Một vài người trong số chúng tôi đang đứng đây khi một quả pháo cối rơi xuống. Những mảnh đạn làm chúng tôi sợ hãi. Tất nhiên, bước vào cuộc chiến là một cú sốc tâm lý. Tất nhiên là phải có lần đầu tiên. Kể từ đó ngày này qua ngày khác, bạn nhìn thấy họ chảy máu cho đến chết. Tôi muốn nói đó là điều tồi tệ trong chiến tranh. Nhìn thấy mọi người đau đớn và hấp hối. Nó là như thế. Chỉ một phút trước, anh ta ở đó. Và giờ tay anh ta trúng đạn, cánh tay bị xé nát. Thật không dễ gì đối mặt với chuyện như vậy. Những người lính bị sốc. Mọi việc bỗng chốc trở nên chết chóc và đáng sợ. Đó là một sự khác biệt lớn giữa việc hành quân vào Tiểu Khắc và tới Sudetenland nửa năm trước đó. Đơn vị của Gerhard Richter chịu tổn thất trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Người chết được chôn dọc khu vực người ta gọi là Ostwall, bức tường phía đông gần Metzizek. Mười ba người trong đơn vị chúng tôi chết ngay trong ngày đầu tiên. Điều đó khủng khiếp hơn những gì được chờ đợi, không thể tưởng tượng được. Richter thuộc đơn vị hậu quân đi đánh dấu các ngôi mộ của đồng đội hy sinh. Điều cuối cùng chúng tôi làm là cầu nguyện. Đó là điều cuối cùng chúng tôi có thể làm. Nhưng sự đau thương của những thủ phạm không thể so sánh với nạn nhân của họ. Ở Vilun, không có thời gian để đau thương. Quân Đức tiếp tục tấn công. Còn họ, những người có thể chạy trốn. Tôi thoát khỏi hai đợt ném bom xuống Vilun. Trước đợt tấn công thứ ba, chúng tôi lấy ngựa, xe và chạy về phía đông. Nhà thờ của chúng tôi bị san phẳng. Đường dây điện thoại và dây điện nằm khắp nơi. Lúc đó vẫn có điện. Mẹ tôi cứ hét lên với tôi, không được chạm vào gì hết, nếu không con sẽ bị giật đấy. Nhanh lên, ra ngoài cánh đồng đi. Chúng tôi vớ lấy hai chiếc xe đạp trong xưởng, gói một ít đồ cần thiết và chạy xuống phố Ogrodowa hướng về Warsaw. Những thị trấn và thành phố bị phá hủy. Một đất nước trong kinh hoàng. Theo đánh giá của Đức thì máy bay ném bom đã đạt mục tiêu. Kế hoạch của Göring đã đạt hiệu quả. Bộ binh tiến nhanh hết sức có thể. Không có gì ngăn được quân Đức tiến lên. Khu vực phía bắc của hành lang bị cắt đứt. Krakow bị chiếm.
Westerplatte đầu hàng. Warszawa nằm trong vòng kìm. Quân đội Ba Lan không thể phá vỡ vòng vây. Cứ 3 đến 4 ngày chúng tôi lại di chuyển. Đó là cuộc chiến tranh chớp nhoáng và phía trước di chuyển rất nhanh. Trong 18 ngày chúng tôi đã chiếm Warszawa. Chính vì thế mà người ta gọi là chiến tranh chớp nhoáng. Các cuộc không kích và tấn công bất ngờ của bộ binh đã đánh bại sự phòng thủ của Ba Lan. Các lực lượng của Ba Lan bị bao vây, đánh vào sườn và nghiền nát. Quân Đức siết chặt thòng lọng quanh Warszawa. Đội quân đầu tiên của Ba Lan đầu hàng vào ngày 12 tháng 9, có khoảng 60.000 tù nhân bị bắt giữ. Tù nhân chiến tranh bị buộc phải đi xây dựng cầu. Họ buộc phải hỗ trợ cho quân Đức tiến lên và bị làm nhục. Họ phải làm việc mà không được mặc quần để đảm bảo là họ sẽ gặp khó khăn hơn nếu chạy trốn. Thường dân chống cự sẽ bị coi là quân du kích và bị bắn chết. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là hai người Ba Lan bị bắn chết trong một ngôi làng. Tôi sẽ còn nhớ họ cho đến khi chết. Cuộc xâm lược Ba Lan để lại một đất nước bị tàn phá trong buổi sớm mai thức dậy, sự sống bị xé nát. Hàng trăm ngàn thường dân trên đường chạy trốn. Günter Zieling bị ám ảnh vì những chuyện ông đã trải qua và ông ghi lại. Ông chụp những làng mạc Ba Lan tan hoang và người chết. Chỉ còn lại những ống khói và nền lò sưởi. Tất cả đều bị thiêu rụi. Điều kỳ lạ nhất là vẫn còn những thường dân Ba Lan chạy loanh quanh giữa đống đổ nát đó. Họ tìm kiếm một chiếc chảo hay một cái bình để có thể mang theo. Quả thực đó là một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt chúng tôi. Günter Zieling đã chụp 2.000 bức ảnh trong suốt cuộc chiến. Ông gửi phim chụp kèm theo thư về cho bố mẹ ông ở Berlin. Zieling thông báo từng chi tiết. Ở nhà, bố ông nhận được tất cả các bức ảnh theo ngày tháng và địa điểm. Sự tàn phá nhìn thấy trong mỗi bức ảnh còn nói nhiều hơn cả ngàn lời nói. Mẹ ông hoảng sợ. Còn bố ông thì tự hào. Tôi chưa bao giờ có cảm giác là mình đang chiến đấu với kẻ thù. Tôi luôn phủ nhận rằng tôi đang chống lại kẻ thù vì họ không làm hại gì tôi cả. Điều đó khiến cho cuộc chiến thật kỳ lạ. Bạn tấn công, bắn vào những người mà bạn không biết và cũng chưa làm gì hại bạn. Bạn thực hiện mệnh lệnh từ những người hiểu rõ về nhau, nhưng lại quá hèn nhát để đọ sức tay đôi nhằm đạt đến một quyết định nào đó. Đấy chính là thảm kịch thực sự của chiến tranh. Một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua là khi chúng tôi đến một nơi có tên gọi là Mokre. Xác người ở khắp nơi. Tôi lấy gậy và chọc vào họ. Có người nói với tôi, đừng làm thế, đấy là quân Ba Lan, đừng động vào. Tuổi thơ của rất nhiều trẻ em Ba Lan đi qua một cách đột ngột vào năm 1939, khi chúng bị buộc phải tự bảo vệ mình.
Chúng tôi không thể tìm thấy mẹ và đi lang thang khắp nơi. Hai anh em chúng tôi trốn vào ruộng ngô vì xung quanh rất nhiều tiếng súng nổ. Rất nhiều bộ phim làm về chấn thương chiến tranh mà trẻ em Ba Lan phải chịu. Hình ảnh mà bọn trẻ có về người Đức là sự tàn bạo của quân đội Đức Quốc xã mà chúng đã chứng kiến khi bỏ trốn qua những thị trấn và làng mạc. Trong lúc trẻ em cố gắng tìm nơi an toàn, thì tình hình của quân Ba Lan còn tồi tệ hơn. Các thế lực phương Tây không giữ lời hứa trợ giúp Ba Lan. Không có sự giúp đỡ của Anh và Pháp, Ba Lan không còn cơ hội nào. Quân đội Ba Lan rút lui hỗn độn từ vị trí phòng thủ này đến vị trí phòng thủ khác. Bạn phải nhớ, năm 1939, người Anh và người Pháp không thể sử dụng lực lượng hải quân để giúp Ba Lan. Họ không có máy bay có thể bay tới Ba Lan rồi trở về. Anh gần như không có quân đội, chỉ là một lực lượng rất nhỏ. Mọi việc phụ thuộc vào Pháp. Và trên thực tế là Pháp không tổ chức được, thậm chí là một cuộc tấn công nhỏ chống lại Đức. Ngày 17 tháng 9, không quân Đức triển khai một cuộc tấn công lớn vào Warsaw. Cho tới thời điểm trước đó thì thủ đô Ba Lan giống như một thiên đường an toàn. Việc ném bom trải thảm được thực hiện để phá vỡ sự chống cự của quân đội Ba Lan bảo vệ thủ đô. Hàng ngàn thường dân Ba Lan đã bị giết trong cuộc tấn công đó. Không quân Đức đã đánh thẳng vào trái tim của Ba Lan. Chúng tôi vừa đến Warsaw sau hành trình chạy trốn từ Wieluń. Cuối cùng tôi cũng có thể tắm rửa và ngủ trên một chiếc giường sạch. Thế rồi bỗng nhiên, chúng tôi lại nghe thấy tiếng máy bay. Tôi tỉnh dậy la hét. Tôi cứ la hét và la hét. Tôi nghe một người bạn của mẹ tôi hỏi, họ đã làm gì con cái chúng ta thế này? Đội quân Đức đầu tiên tiến vào Warsaw vào ngày 18 tháng 9. Thành phố bị cách ly và dựng hàng rào vệ sinh vì tình trạng phân hủy của xác người và ngựa. Việc Ba Lan đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Lực lượng phòng vệ Đức đã tấn công và tiếng súng đã im. Ba Lan chính thức đầu hàng vào ngày 28 tháng 9 năm 1939. Bóng của các máy bay lướt trên các phương tiện xe cộ ở bên dưới. Ở đó, các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ở đó, vào giờ này, màn cuối của vở kịch Ba Lan đã kết thúc. Họ đã ký đầu hàng. Nhanh chóng đánh thắng Ba Lan, Hitler đã hoàn thành phần tiếp theo của kế hoạch sau khi cho quân vào Tiệm Khắc và Sudetenland. Con số người thiệt mạng trong cuộc chiến này lên tới 100.000 người, 80.000 người Ba Lan và 20.000 người Đức. Trong cuộc diễu hành chiến thắng ở Warsaw, dàn nhạc chơi một giai điệu rất nổi tiếng, The Watch on the Rhine, một bài hát về người yêu nước được bắt nguồn từ xung đột trong lịch sử với Pháp. Một điểm báo, có lẽ vậy, về những gì sẽ xảy ra. Mười ngàn thường dân bị giết chết trong thời gian Đức chiếm đóng Ba Lan. Và chỉ tính riêng ở Wieluń là 1.200 người. Tôi lớn sau mỗi ngày.
Bất cứ ai gặp những việc khủng khiếp như vậy cũng không thể đối phó được. Người lớn cũng không thể đối mặt, bỏ mặc đứa trẻ, và đứa trẻ cũng không thể làm gì. Khi về già và nhớ lại những ngày đó, cách đây khoảng 60-70 năm, tôi không còn hiểu được điều tôi đã viết cho bố mẹ mình khi đó. Tôi luôn nghĩ một người khác đã viết, chắc hẳn phải là một con người khác. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, sau một thời gian dài như vậy, tôi ngẫm nghĩ và tự hỏi về người phi công trẻ, người đã lớn lên giữa một xã hội văn minh, giữa những con người văn minh. Anh ta nghĩ gì khi những quả bom được thả một cách chính xác xuống bệnh viện ở Wielun? Tôi tự hỏi, ai đã nuôi dạy một người như vậy? Người mẹ sinh ra anh ta như thế nào? Và anh ta đã trở thành con quái vật ra sao? Trong những ngày còn lại của cuộc đời, Jan Tischler sẽ tiếp tục ngẫm nghĩ về những điều khủng khiếp xảy ra trong quá khứ. Có thể là vì việc ném bom Wielun, một thành phố không có ý nghĩa chiến lược, và giờ đây không còn nhiều người nhớ. Nhưng nó đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc xung đột toàn cầu khiến 50 triệu người chết.